Sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đến huyện Châu Thành để khảo sát tình hình triển khai công trình hạ tầng phục vụ sản xuất chế biến của Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Bình. Bà Chu Thị Dinh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn. Tiếp đoàn có ông Trang Công Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang. Đoàn đã được nghe đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Bình báo cáo quá trình triển khai thực hiện công trình hạ tầng phục vụ sản xuất chế biến của Hợp tác xã, cũng như hiệu quả của chính sách hỗ trợ. Đoàn cùng với Hợp tác xã cùng nhau thảo luận, trao đổi nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng và hướng phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Bình trong thời gian tới. Thành lập năm 2015, đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Bình có 112 thành viên, vốn điều lệ là 500 triệu đồng. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang, Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Bình được miễn tiền thuê đất 50 năm và xây dựng trụ sở với kinh phí gần 2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương trên 1,5 tỷ đồng, phần còn lại hợp tác xã đối ứng. Từ khi có trụ sở đã tạo điều kiện cho hợp tác xã ngày càng phát triển, thu hút nhiều thành viên tham gia và lợi nhuận ngày càng tăng. Điển hình năm 2022, Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Bình liên kết sản xuất chuỗi đạt 14.000 tấn một năm, doanh thu đạt khoảng 66 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi khảo sát, bà Chu Thị Dinh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao kết quả hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Bình, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao kỹ năng quản trị sản xuất của Hợp tác xã, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp với Hợp tác xã, có chiến lược phát triển Hợp tác xã, đồng thời nâng cao doanh thu cho thành viên Hợp tác xã.